Tiếp xúc với phóng viên trong ngày 9 tháng 10, nhiều tài xế taxi của hãng Vinasun cho rằng việc dán biểu ngữ này không xuất phát từ tài xế mà từ công ty. Bởi xe là tài sản của công ty, chỉ cần đụng vào cái logo là đã bị phạt, chứ nói gì đến việc dán biểu ngữ dài như vậy. Tuy nhiên trả lời báo chí, đại diện Vinasun lại khẳng định đó là việc tự phát của tài xế. Tôi hiểu đây là của công ty dán chứ không phải tài xế. Sao anh dán mà sao anh không chịu, anh bắt là tài xế là sao, xe này xe của công ty hết, tài xế không. Chỉ cần đụng tới cái logo là công ty nó phạt rồi. Anh em nào bức xúc thì tự anh em mới dán thôi. Nhưng mà mình thì mình không có, thì mình bình thường không có dán gì hết. Trong khi đó, trưa ngày 9 tháng 10, ông Tạ Long Hỷ, giám đốc điều hành Vinasun cho biết lãnh đạo công ty đã họp và yêu cầu toàn bộ lái xe tháo gỡ biển ngữ phản đối Uber và Grab. Theo đó, các tổ, đội quản lý taxi sẽ triệu hồi tài xế tháo gỡ hết các khẩu hiệu trên trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10. Đối với xe đang đưa khách đi tỉnh thì trễ nhất là 7 giờ ngày mai, 11 tháng 10, buộc phải gỡ xong. Trường hợp lái xe nào không chịu gỡ thì sẽ mời về công ty làm việc. Trả lời câu hỏi về việc xử lý ra sao với hành vi dán biểu ngữ phản đối Uber và Grab, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc làm này là không nên và đã đề nghị Vinasun cho tháo gỡ. Cái hành động mà dán cái biểu ngữ đó thì hiện nay theo chúng tôi rằng là có cái dấu hiệu của vi phạm vào luật cạnh tranh. Theo điều 43 của luật cạnh tranh thì người ta quy định rằng cấm doanh nghiệp dèm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hay gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực mà gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động của doanh nghiệp đó. Nếu như Uber và Grab họ có đưa ra những cái quyền của họ là cái quyền được yêu cầu là phải sửa đổi hoặc là cải chính lại cái thông tin đó, hoặc là yêu cầu khởi kiện về bồi thường thiệt hại vi phạm đến cái việc cạnh tranh không lành mạnh đó, thì đầu tiên các tài xế đó là cái người sẽ bị xử phạt đầu tiên, và kế đến là cái doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính vẫn là cái đại diện của Vinasun hiện nay. Việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là cần thiết nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, mọi hành vi cạnh tranh phải lành mạnh và minh bạch. Nhu cầu của người tiêu dùng sẽ quyết định tất cả. Nếu kinh doanh giá cả hợp lý, phục vụ mang tính tiện lợi và phù hợp thì sẽ lấy được lòng tin của khách hàng. Thời công nghệ giờ, khách hàng đi mà biết giá trước thì ta thích hơn. Còn đi taxi là đi không biết giá. Ví dụ taxi đi đường vòng thì khách hàng nó sẽ tốn tiền chi phí. Tại vì taxi là nó đi theo kiểu là tính km đúng không? Thì nó sẽ tốn tiền hơn là Grab, Uber là có giá sẵn, người đồng ý giá đó thì đi. Chiều ngày 9 tháng 10, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn của Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng sớm có báo cáo về việc này. Đặc biệt, Cục sẽ kiểm tra có dấu hiệu vi phạm luật cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hay không để có hướng xử lý tiếp theo. Ghi nhận mới nhất của chúng tôi, đến sáng ngày 10 tháng 10, không còn tìm thấy biểu ngữ phản đối Uber, Grab của taxi Vinasun lưu thông trên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dường như cuộc cạnh tranh của hai loại hình taxi này vẫn chưa có hồi kết.